sức mạnh và khả năng của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn còn được biết đến với danh hiệu Lão Tử hoặc Thái Thượng Lão Quân, nổi danh với Thiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Đây là một trong ba phần của bàn cổ vũ tách ra sau khi khai thiên tích địa. Thái Thượng Lão Quân tách đạo âm dương chi đạo. Lão Quân ở tại đâu xuất cung thuộc Thái Thanh Cảnh, Thanh Vi Thiên, 136 trọng thiên, tầng trời. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn là một trong ba tổ sư của đạo giáo. Ông là một vị thần vào bậc lãnh tụ tối cao. Công việc của ông là trưởng quản nhân giáo, đảm đương những công việc về đạo đức, lễ nghĩa, tu luyện, vào chế linh đơn để kéo dài tuổi thọ. Danh hiệu đầy đủ là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân. Ông có bảo bối là một chiếc vòng kim cương, một lò bào chế rất nhiều linh đơn, chỉ một con trâu màu xanh. Là vị thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh, tinh thông âm dương đại đạo, giải cứu cho những kẻ bất hạnh, những người đang chịu khổ, chịu nạn, chỉ cần cứ hoặc gọi tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ. Biến cung thành cát, có khi vị thần ở thiên cung, địa ngục, khi hạ giáng xuống nhân gian, hóa thành tiên đồng, ngọc nữ, đế quân, thánh nhân, thần tài, Phật thiên y, thông tào, thần mưa, thần gió. Cuốn kinh thư nổi danh nhất mà ông để lại là Đạo Đức Kinh, bộ kinh thư được mệnh danh là chí bảo của đạo giáo. Đạo Đức Thiên Tôn truyền kinh pháp nhằm cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn, chịu khổ trên chốn nhân gian và truyền thụ cho những người ở tại hạ giới có thiên duyên. Học và luyện, nắm giữ được đạo trời có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm chuyện độc ác có thể hành đạo, ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành lấy chân kinh đạo đức, giáo hóa cho dân chúng. Đất nước yên lành. Mùa màng bội thu, nhân gian thái bình an khang thịnh vượng. Các vị chân nhân đã đều tụng chân kinh do Thái Thượng truyền và học pháp tu luyện đắc đạo thành tiên.